Bác sĩ Cao Hữu Thịnh lên tiếng về tin đồn hẹn hò Ngọc Trinh. Ngày 10 tháng 6, bác sĩ Cao Hữu Thịnh đã lên tiếng trước thông tin nghi vấn đang có quan hệ tình cảm với người mẫu Ngọc Trinh. Bác sĩ cho hay, tôi và Ngọc Trinh hiện tại chỉ là bạn bè tốt, chơi vô tư với nhau, mà cả hai đều độc thân nên nếu sau này có yêu thương nhau đến với nhau thì không có gì sai. Con người không ai hoàn hảo, ai cũng có cái tốt và xấu cả. Nếu bạn là người tốt thì mình nhìn cái tốt và chọn cái tốt của nhau để chơi. Ngọc Trinh phải công nhận là đẹp, giỏi, làm việc rất siêng năng và giàu có. Đồng thời bác sĩ này cho biết tình bạn với Ngọc Trinh được xây dựng trên nguyên tắc bình đẳng, hỗ trợ lẫn nhau chứ không liên quan đến tiền bạc hay phụ lợi. Bác sĩ Cao Hữu Thịnh khẳng định thêm, tôi cũng không cần dùng Ngọc Trinh để nổi tiếng và cũng không có nhu cầu dùng Ngọc Trinh đánh bóng tên tuổi. Chỉ đơn giản bạn bè quý mến nhau thì chơi với nhau. Thông tin bác sĩ Cao Hữu Thịnh và Ngọc Trinh được chia sẻ trên mạng xã hội khi xuất hiện hình ảnh bác sĩ đến nhà riêng của Ngọc Trinh. Cả hai còn thoải mái lộ diện trong các sự kiện. Bác sĩ Cao Hữu Thịnh là người nổi tiếng về chữa trị hiếm muộn và có mối quan hệ thân thiết với nhiều nghệ sĩ Việt như Sam, Phương Trinh Jolie, Dương Khắc Linh.